Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên đây mình bây giờ đang là chiếc điện thoại LG Velvet và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại LG Velvet đầu tiên về Việt Nam. Và rất là cảm ơn anh Dũng Sky đã hỗ trợ channel Dương Dê và channel Dương Dâu mở hộp cái giỏ này. Đấy, ngày hôm kia hay là ngày hôm qua gì đó là admin Kha đã qua bên chỗ anh Dũng Sky để mượn cái chiếc điện thoại này về và mở hộp trước trên kênh Dương Dâu cho các bạn rồi. Bởi vì lúc đó là mình về quê nên thành ra mình không mở hộp trước được. Đó, và ngày hôm nay mình sẽ mở hộp lại chiếc LG Velvet này để xem là nó có điểm gì đáng chê cũng như là có điểm gì đáng khen nhé. Kênh Dương Dê thì mình hay chê nhiều đấy, nên là thành ra là cứ phải nói như vậy để cho nó chắc, để không biết có làm mất lòng anh Dũng Sky không. Ok, quay trở lại với cả cái chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại khá là dài. Mình sẽ bỏ nó qua một bên, lát nữa thôi mình sẽ nói kỹ về cái chiếc điện thoại này. Và tất nhiên rồi, nó sẽ có 5G. Đó, và sau này thì sẽ chạy con chip Snapdragon 765G nhá. Phía sau này chúng ta có thêm một số những thông tin nữa về sản phẩm đấy, nhưng mà thôi, chúng ta cứ bóc hộp ra đã. Đấy, dòng chữ Velvet ở đây là tên của sản phẩm này. Ở bên trong cái hộp này thì chúng ta sẽ có que chọc SIM này và sách hướng dẫn sử dụng. Cái que chọc SIM vuông này nhìn cũng tương đối ấn tượng. Đấy, rồi bên trong này nữa nào, chúng ta sẽ có một cái gì nữa đây. À, cái này có tai nghe luôn nhé các bạn nhé. Cái này có hỗ trợ tai nghe luôn và đây là dạng tai nghe chống rối luôn. Có nút này. Ok, mình sẽ thử cái chất lượng tai nghe này sau, nhưng mà hơi đáng tiếc là sau này là nó sẽ không có hi-fi quét DC rời đâu. Đó là cái điều mà mình cũng muốn nói thêm cho bạn trong video này nữa. Đấy rồi, đây chúng ta sẽ có những gì nữa. Chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C. Và chúng ta sẽ có một cái cục sạc nhanh. Cục sạc nhanh này thì có dòng ra tối đa là 9V 1.8A. Nghĩa là đây là cục sạc nhanh khoảng hơn 16W. Chính ra là nó là khoảng 16.2W ấy. Đấy, hơi đáng tiếc là cái giỏ này nó hỗ trợ sạc nhanh tới 30W, nhưng mà nhà sản xuất lại chỉ trang bị sạc nhanh 16.5W cho cái chiếc điện thoại này thôi. Đấy, hôm sau thì mình sẽ thử test cái sạc 25W của Samsung cho chiếc điện thoại này để xem ra là nó sạc nhanh hơn hay không nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với chiếc máy ngày hôm nay của chúng ta. Với cái mặt trước này chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một số những thông tin như thế này. Đấy, thứ nhất đó là nó có chuẩn kháng nước kháng bụi, đó là IP68 luôn. Và đặc biệt nữa, sản phẩm này có tiêu chuẩn độ bền theo quân đội Mỹ, rất là ấn tượng luôn. Mình không hiểu tại sao LG lại làm được như thế đối với một chiếc điện thoại mà có khung viền bằng kim loại và mặt lưng kính như này, mà nó lại không phải là cái kiểu như là cao su cứng ở trên những cái chiếc Samsung Active đó. Nhưng mình nghĩ là nếu mà thả rơi thì cái xác suất vỡ là vẫn có đấy nhé các bạn nhé, chứ không phải kiểu là thả rơi mà không có thể vỡ được đâu. Đấy, chẳng qua là nó có thể là tiêu chuẩn quân đội, là đây là tiêu chuẩn bảo vệ về cái phần khung viền chắc chắn để bảo vệ các linh kiện bên trong này. Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái màn hình tỷ lệ khá là dị đấy, 20.5:9, nên là nó sẽ khiến cho thiết bị chúng ta nhìn tương đối là thuôn dài. Đó, chúng ta có thể sử dụng camera một cách dễ dàng hơn. Đó, rồi ok, mình sẽ bóc siêu ra để nói chi tiết hơn về chiếc điện thoại này. Quay trở lại với LG Velvet thì cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái sổ này trên tay đó là nó tương đối mỏng và nhẹ. Đối với một chiếc điện thoại có một màn hình rất là lớn như thế này, 6,8 inch như thế này, nhưng mà cầm lên chúng ta sẽ cảm thấy là với một trọng lượng một khối lượng là 180 gram thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ đấy. Tiếp theo nữa đó là sổ này khá mỏng luôn, khoảng 7,9mm. Đó, và cái cách thiết kế là cách thiết kế màn hình cong. Có một số những cái điểm mà mình ấn tượng cũng như là chưa ấn tượng ở trên sổ này như sau. Cái điểm ấn tượng nhất đó chính là cái mặt lưng của nó này. Mặt lưng nhìn rất gọn gàng luôn, các bạn nhìn thấy không? Không có bất kỳ một cái gì ở đây nhá. Đấy. Và ở góc trái này thì chúng ta sẽ có cái cụm camera và đèn flash được đặt như thế này. Nhưng các bạn hãy để ý đó là cụm camera này được thiết kế rất tinh tế này. Đấy, như kiểu là hình giọt nước nhỏ dần. Đó, chứ nó không thô giống như là cái cụm camera của một số những hãng điện thoại khác. Và đây chính là cái điểm mà mình ưng ý ở trên cái chiếc điện thoại LG Velvet này. Và điểm qua về thông số camera thì sao? Chúng ta sẽ có một sản phẩm có camera chính là 48 megapixel, khẩu độ f1.8, một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ f2.2 và một camera 5 megapixel là camera macro nữa. Đấy, xóa phông thì cũng sẽ là xóa phông giả lập thôi nên là các bạn cũng yên tâm. Rồi, chúng ta sẽ có những gì nữa đây? Chúng ta sẽ có thêm đèn flash đơn ở đây nữa và logo của LG. Ở phía dưới này cũng không ghi bất kỳ một cái thông tin nào chữ loằng ngoằng giống như là trên iPhone đâu. Đấy là nhìn mặt lưng cảm thấy rất là gọn. Mặt lưng này thì là mặt lưng bóng nên là sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Đây là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi được. Đó, và chúng ta cũng phải chấp nhận cái điều này thôi. Đấy, nhưng mà mặt lưng này thì là mặt lưng kính nhé các bạn nhé, chứ không phải là mặt lưng nhựa đâu. Khung viền thì là khung viền kim loại nên là có những đường cắt như này để giúp cho máy có thể thu phát sóng được tốt hơn. Và mặt lưng này thì nó bao cong ra các bên khiến cho chúng ta khi mà cầm vào
chúng ta sẽ cảm thấy là nó không bị quá cấn tay. Và thêm nữa đó là khi chúng ta cầm vào cái chiếc điện thoại này thì thực sự là chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là dài luôn. Các bạn nhìn này, đấy, cầm rất dài luôn. Rồi và cái điểm ưng ý nữa đó là cái phần mặt trước này của nó này là nó thiết kế theo kiểu dạng màn hình phát cong sang hai bên theo kiểu dạng cong 3D và nhìn rất là đẹp. Đó, và thêm một điểm nữa nhá, các bạn nhìn này, cái hiệu ứng hình nền LG họ cũng làm khá tinh tế khi mình nghiêng như này. Đấy, cái phần hình nền bên trong nó cũng thay đổi theo này, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Đây, cái phần hình nền ở phía trong đấy nó cũng sẽ thay đổi theo này. Đó, nó giống kiểu là cái lông của con gấu. Đấy, cái lông của mấy con gấu bông ấy. Chúng ta sẽ có những gì nữa đây? Phần viền trên này là cái điểm mà mình chê này, khi mà phần viền trên và phần viền dưới này làm tương đối dày. Đấy, với một sản phẩm đắt tiền thì đây làm như thế là dày rồi. Đấy, và ở chỗ giọt nước này thì chúng ta sẽ có một camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Đó, và bây giờ thì mình sẽ thử cho bạn xem luôn là cái camera trước của nó như thế nào. Để xem bây giờ LG đã cải thiện được camera trước chưa. Trời ơi, rất ổn luôn. Camera trước này ổn hơn rất nhiều so với cả những cái camera trước của những sản phẩm LG trước đây. Những sản phẩm LG trước đây thì thường là mình sẽ chê là camera trước rất tệ. Nhưng mà đối với cả sản phẩm này thì camera trước khá đẹp. Đó, và chúng ta sẽ có camera sau như thế này đây. Chúng ta sẽ có điều chỉnh là 2x này, 0.5x là góc siêu rộng này. Các bạn thấy không? Và vừa nãy tí nữa quên không nói cho bạn biết đó là phía trên này, cái phần loa thoại này thì nó cũng chính là loa ngoài luôn. Nghĩa là sản phẩm này nó sẽ có loa kép. Ở phía các cạnh thì sao, thì mình thích nhất là ở phía bên cạnh trái này nó có cái phím tắt nhanh, đó là phím Google Assistant để mình kích vào đây để mình nói này. Đó, mình sẽ thử nói nhá. Rồi, để em thử lại nào. Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Dự báo nhiệt độ cao ở nhân chính ngày hôm nay là 36 độ, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. YouTube. Đang mở YouTube. Rất nhanh luôn, đúng nào. Đó, thì đó chính là cái tính năng mà mình cảm thấy cần thiết. Chứ nếu mà so sánh sang với Bixby của Samsung thì mình thấy là Bixby nó hơi vô dụng ở Việt Nam. Còn đối với cả cái việc sử dụng Google Assistant luôn này thì mình thích cái kiểu này. Đấy, nhưng mà các bạn cũng chú ý đó là cái phím nguồn thì nó nằm ở bên cạnh phải này. Nên là cẩn thận không là chúng ta sẽ nhầm phím nguồn với cả cái phím Google Assistant. Nếu như mình nghĩ là sử dụng nhiều thì chúng ta cũng sẽ quen thôi. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cổng sạc chuẩn USB Type-C. May mắn nhất là vẫn giữ được jack cắm tai nghe, có thêm mic thoại và loa ngoài nữa. Phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái khay để chứa SIM. Và hơi đáng tiếc là cái sản phẩm này nó chỉ có một SIM và khay còn lại là khay thẻ nhớ. Và thời điểm hiện tại ít nhất là chúng ta chưa thể độ được lên 2 SIM. Đấy, nên chúng ta cũng cần cân nhắc cái điều đó. Và chúng ta sẽ có thêm một cái mic phụ ở đây nữa. Đấy, còn nói chung tổng quan thiết kế thì mình cũng đã nói rồi đấy. Là tổng quan là thiết kế được và tương đối là dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với màn hình của chiếc máy này thì sao? Sau này thì sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,8 inch. Rất là rộng luôn. Nhưng mà diện tích thì mình nghĩ là cũng sẽ chỉ ngang với những cái màn hình khoảng 6,6 inch thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái màn hình này nó rất là dài. Đó, màn hình tỷ lệ là 20.5:9, nghĩa là 2460 × 1080 pixel. Mật độ điểm ảnh cho ra rơi khoảng 395 ppi. Thì thực ra là với 395 ppi là mình cảm thấy là đủ nét rồi. Nó không đến mức độ quá sắc nét như là màn hình 2K của các thiết bị LG trước đây. Nhưng 395 ppi là mình phải cảm thấy là đủ nét rồi. Tấm nền màn hình là tấm nền POLED nhé. Đó, và cái màn hình này thì mình cảm thấy là tương đối đẹp đấy. Tương đối đẹp mắt, đặc biệt là về khoản màu sắc nó không bị quá rực đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái phần khác mà các bạn quan tâm thì sao, đó chính là về phần hiệu năng. Đó, về phần hiệu năng thì chiếc điện thoại của chúng ta sẽ sở hữu con chip đó là Snapdragon 765G. Đây là con chip sản xuất ở trên tiến trình 7 nanomet và nó sẽ có 8 nhân. Nó sẽ có 2 nhân Cryo Gold 475, xung nhịp tối đa là 2.4GHz và 6 nhân Cryo 475 Silver, xung nhịp tối đa là 1.8GHz. Điểm Sonotu cho ra thì nó sẽ rơi khoảng 235.000 điểm. Đấy, điểm GPU rất là cao, rơi khoảng 73.000 điểm. Tất nhiên, điểm GPU cũng như là CPU và điểm Sonotu nói chung ấy, thì nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. RAM đi kèm theo máy sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB và thể đọc ghi bộ nhớ trong là UFS 2.1. Hơi đáng tiếc, cái sản này lại không phải là UFS 3.0 hay là 3.1, nó chỉ là 2.1 mà thôi. Đấy, nhưng mà bộ nhớ trong thì vẫn còn rất là thoải mái và RAM cũng vậy. Đó. Con chip này thì nó sẽ có tích hợp sẵn 5G vào đây. Tuy nhiên với mức giá là khoảng 17 triệu thì mình thấy là rất là cao nếu các bạn bỏ tiền ra chỉ để mua con chip Snapdragon 765G. Đây là điểm mà mình phải nói thẳng ở trong video này luôn, chứ không có gì phải giấu giếm lấp liếm về sản phẩm cả. Đấy, nhưng cơ bản là ngoài cái con chip ra thì những cái thứ khác của sản phẩm này thì mình thấy là thể hiện ở mức độ ổn thôi, chứ cũng không đến mức độ quá tốt. Về pin thì như ở ngay đầu video mình cũng đã nói đấy, sản phẩm này sẽ có viên pin là 4300 mAh.
Đấy, thì nếu mà so sánh sang với cả những sản phẩm LG trước ấy, thì mức dung lượng pin như thế này là rất cao so với cả một sản phẩm của LG rồi. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta so sánh nó sang với cả những sản phẩm flagship khác của những hãng điện thoại khác thì mức 4.300 này thì cũng ở mức độ bình thường thôi, nó không phải là quá trâu nữa. Đó, sạc nhanh hỗ trợ là sạc 30W nhưng mà sạc đi kèm rất đáng tiếc nó lại chỉ là sạc 16W mà thôi. Và sản phẩm này thì có hỗ trợ sạc không dây luôn nhé các bạn nhé. Sạc không dây của nó thì sẽ hỗ trợ tối đa là khoảng 10W. Đó. Và một cái điểm ở đầu video mình cũng đã nói rất đáng tiếc, đó là họ đã cắt đi cái Hi-Fi Quad DC rồi. Đấy, nhưng mà họ cũng sẽ có cái phần giả lập âm thanh 3D này. Đây các bạn này. Đấy, cũng sẽ giả lập âm thanh 3D. Thì chúng ta nghe nó giống kiểu một dạng âm thanh vòm ấy, thì nó giống như kiểu là Dolby Atmos của Samsung ấy. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng mà giao diện mới này nhìn rất là đẹp luôn và nhìn tương đối là hiện đại. Đấy, còn tất nhiên rồi, với một sản phẩm như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có Android 10 rồi. Đấy, đấy là điều chắc chắn luôn. Đây, phiên bản Android 10 luôn đây. Và phiên bản phần mềm là G900N10F. Tổng quan lại, nếu mà khách quan đánh giá thì ngày xưa nếu mà LG có rất nhiều những điểm đột phá ở trên những sản phẩm của mình, ví dụ như là họ có cái thiết kế tháo pin rời module ở trên con LG G5 này, xong rồi sang LG G6 thì hình như đó là sản phẩm đầu tiên có màn hình 18:9 này. Đấy, xong rồi lại sang những cái sản phẩm khác thì họ cũng sẽ có một số những tính năng rất là đặc biệt. Đấy, tuy nhiên là đến cái thời điểm LG Velvet này thì họ đã bỏ qua những cái điều đặc biệt đó rồi. Đấy, họ thì đã không còn bảo thủ như ngày xưa. Đấy, thiết kế thì cũng giống như những cái sản phẩm bây giờ thôi, nhưng cơ bản là họ có một số những tinh chỉnh rất là tinh tế như thế này. Có chăng sản phẩm này có một số những cái điểm mà mình vẫn còn lăn tăn. Thứ nhất đó là mức giá, thứ hai đó là con chip, và thứ ba nữa đó là cái tinh hoa của LG là cái Hi-Fi Quad DC thì họ lại bỏ đi. Đấy, còn lại thì những thứ khác thì các bạn cũng thấy rồi đấy, nó đều tương đối ổn ở trong tầm giá. Các bạn cảm thấy sao với chiếc điện thoại này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Thì với cá nhân mình thì mình sẽ luôn luôn nói khách quan rằng đó là với mức giá 17 triệu đây là một sản phẩm giá cao. Đấy, tuy nhiên đâu có phải là mình làm video này để bảo là các bạn hãy mua LG Velvet đi. Nếu các bạn muốn mua những sản phẩm Hàn Quốc mới nhất, nhanh nhất, đầu tiên ở Việt Nam và rất nhiều sản phẩm Hàn Quốc ngon thì có thể tham khảo qua bên anh Dũng Sky. Đấy, các bạn chỉ cần search Facebook là Dũng Sky là sẽ ra thôi. Anh Dũng là một trong những người mà bán điện thoại Hàn Quốc gần như là nổi tiếng nhất ở Việt Nam bây giờ rồi. Đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.